Sai lầm trong đầu tư là đầu tư quá nhiều vào những sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải dừng đầu tư. Với tình trạng hiện tại, Man United chắc chắn không thể cạnh tranh vô địch. Họ phải mua thêm sao trong trạng thái vừa hỏi vừa run. Một phần vì vốn đã chi quá nhiều tiền không thông minh, một phần vì giới hạn của luật công bằng tài chính. Nhưng thay vì cố gắng rút ra những bài học từ sai lầm quá khứ, Quỷ Đỏ không thể tiếc tiền với Harry Kane. Sau khi có được Mason Mount, Manchester United đang tập trung mua thủ môn thay thế David De Gea và dường như đang buông lỏng thương vụ Harry Kane. Mới nhất, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ quá trình đàm phán chiêu mộ Harry Kane của Man United không có tiến triển. Ông nói, Man United đúng là muốn mua thêm tiền đạo. Họ đang thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sẽ chiêu mộ cầu thủ nào. Họ muốn có Harry Kane, điều đó rất rõ ràng. Erik ten Hag muốn sở hữu Harry Kane, nhưng ở thời điểm hiện tại, Tottenham không có ý định đàm phán với Man United. Đây là lý do tại sao họ đang xem xét các lựa chọn khác. Daniel Levy lặp đi lặp lại cụm từ Harry Kane không phải để bán, nhưng chắc chắn là anh có giá để ra đi. Vào lúc này, Tottenham mới đang ở thế khó. Bởi nếu không bán Harry Kane trong mùa hè năm nay, họ có nguy cơ mất trắng một khối tài sản khổng lồ. Dù cứng đầu như thế nào, Levy hẳn phải biết thiệt hơn vì ông là một doanh nhân. Đó là lý do Man United càng phải bám giết Tottenham hơn lúc nào hết, không phải chứng minh cho Levy thấy mà là cho chính Harry Kane thấy. Quỷ Đỏ quan tâm anh như thế nào? Cách đây không lâu, Luke Shaw thừa nhận là đã rủ rê một loạt đồng đội tại tuyển Anh về Man United. Cần có nhiều hơn những động thái như vậy để Harry Kane thấy Man United tha thiết cần anh. Một phần nào đó, Kane sẽ hối hận với những quyết định thiên về tình cảm trước đây của mình. Sự trung thành quá mức đã làm lu mờ khả năng phán đoán tương lai của tiền đạo người Anh. Harry Kane từng ký vào bản hợp đồng 6 năm mà không có điều khoản giải phóng với Spurs. Và thời điểm đó, Spurs đang dưới quyền quản lý của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Hiện tại, dù đã mang về Ange Postecoglou và chiêu mộ thêm James Maddison, nhưng người hâm mộ Tottenham vẫn chưa thể an tâm. Những gì xảy ra ở mùa giải trước là không thể quên và điều họ cần nhất là danh hiệu. Harry Kane chắc chắn hiểu hơn ai hết rằng năng lực hiện tại của Spurs đến đâu. Kane tốt hơn, quan trọng hơn, ổn định hơn và phục vụ lâu dài hơn cho Tottenham so với Luka Modric và Gareth Bale. Nhưng sự ở lại của anh là thừa thãi khi Tottenham kết thúc ở vị trí thứ 8 trong mùa giải trước, giải đấu tồi tệ nhất của họ sau 14 năm. Một sự ra đi vào lúc này là hợp lý, không ai nợ ai cả. Nói một cách sòng phẳng, Kane có đi thì Tottenham có lẽ cũng chẳng tệ hơn mùa trước được. Hơn nữa, Kane có ở lại thì cũng chẳng có gì bảo đảm là họ sẽ tốt hơn cả. Nếu Harry Kane đồng ý đến Man United, điều đó sẽ tạo ra thế gọng kìm, ép Tottenham buộc phải bán. Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để mua Harry Kane, bởi cho tới khi trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2024, tiền đạo người Anh sẽ có vô số lựa chọn. Quay lại vấn đề tiền chuyển nhượng, con số ít nhất là 100 triệu bảng để mua Harry Kane là một rào cản lớn. Nhưng với một đội bóng có tiền sử mua cầu thủ hớ nhiều như là Man United, với những thương vụ đắt nhưng không sắt ra miếng như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Harry Maguire, Jadon Sancho và Anthony, thì bỏ qua Harry Kane là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi lẽ đây là cầu thủ thực sự xứng đáng với đầu tư tâm huyết và tiền bạc để sở hữu. Khi có tin Bayern Munich hỏi mua Harry Kane, huyền thoại Alan Shearer hài hước: "Nếu Harry đồng ý gia nhập Bayern Munich, đích thân tôi sẽ lái xe đưa cậu ấy đến Munich. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ kỷ lục ghi bàn ở Premier League của mình." Harry Kane đã ghi được 213 bàn ở hạng đấu cao nhất nước Anh, chỉ kém cột mốc của Alan Shearer 47 pha lập công nữa mà thôi. Điều cần lưu ý ở đây là Harry Kane thực sự muốn phá kỷ lục này, đồng nghĩa với ý muốn ở lại Anh chứ không phải là ra nước ngoài thi đấu. Đó chính là tín hiệu phát đi rõ ràng với những đội bóng như là Man United. Nhưng dù là một đối tác nước ngoài, Bayern Munich vẫn đang cho thấy sự nhiệt thành hơn với Harry Kane. Tottenham đã từ chối đề nghị đầu tiên của Bayern Munich trị giá 60 triệu bảng kèm theo phụ phí cho Kane. Đồng thời họ cũng khẳng định tiền đạo ngôi sao người Anh không phải là để bán. Đại diện Bundesliga cho rằng một đề nghị mới trị giá khoảng 80 triệu bảng kèm theo phụ phí có thể khiến chủ tịch Daniel Levy thay đổi quyết định. Thực tế, một động thái như vậy đối với Harry Kane ở tuổi gần 30 không nhận được sự chấp thuận từ chủ tịch Uli Hoeneß bởi ông cho rằng giá mua tiền đạo người Anh như vậy là quá đắt. Dù vậy, cựu giám đốc kỹ thuật Michael Reske của Bayern tin rằng Kane xứng đáng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của hùm giám. Chia sẻ với Confidential, Reske nói, Kane là một trong ba số 9 hàng đầu thế giới, cùng với Erling Haaland và Kylian Mbappe.
nếu gia nhập Bayern Munich, cậu ấy sẽ mang đến cho câu lạc bộ cơ hội vô địch Champions League lớn hơn nhiều. Đó là lý do mà Bayern Munich đang chiến đấu vì cậu ấy. Bayern không thể cạnh tranh trong cuộc chiến giành những cầu thủ hàng đầu, nhưng họ vẫn thu hút được một số cái tên nếu đội bóng thể hiện sự quyết tâm. Bayern Munich sẽ đánh giá chi phí để mang về Kane, sau đó bắt đầu bán đi những cầu thủ không còn đất dụng võ như là Marcel Sabitzer trước khi bổ sung thêm nhân sự. Lý do cuối cùng để MU chơi tắt tay với Kane đó là trên thị trường lúc này không có sự thay thế tương xứng. Victor Osimhen của Napoli và Randall Kolo Muani của Eintracht Frankfurt được cho là hai lựa chọn thay thế hàng đầu của Erik ten Hag sau khi Spurs tiết lộ định giá của họ về Kane. Vấn đề là cả hai cầu thủ cũng bị hét giá 100 triệu bảng bởi các câu lạc bộ tương ứng của họ. Osimhen đã ghi 26 bàn giúp Napoli giành chức vô địch Serie A mùa trước, trong khi Kolo Muani đóng góp vào 40 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên của anh tại Eintracht Frankfurt. Cả hai thì đều mới 24 tuổi, có nghĩa là những năm tháng đỉnh cao của họ vẫn còn rất nhiều ở phía trước. Có thể hiểu rằng Napoli và Eintracht sẽ chỉ bán với mức phí cho phép họ ký hợp đồng với người thay thế, đồng thời có khả năng tăng cường sức mạnh ở các khu vực khác trên sân. Man United cũng được cho là quan tâm đến Gonçalo Ramos của Benfica, người đã vượt qua huyền thoại quỷ đỏ Cristiano Ronaldo tại World Cup 2022 với Bồ Đào Nha. Cầu thủ 22 tuổi này được cho là có giá 80 triệu bảng Anh vào mùa hè này, nhưng số tiền như vậy sẽ là một canh bạc lớn do anh còn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Mới nhất, họ đã chuyển sự chú ý sang một lựa chọn hợp lý hơn, đó là Rasmus Højlund của Atalanta. Theo báo cáo, câu lạc bộ Italia đã từ chối lời đề nghị mở đầu trị giá 31 triệu bảng cho tuyển thủ Đan Mạch, nhưng có một kỳ vọng rằng Man United có thể chốt thỏa thuận với mức giá khoảng 40 triệu bảng. Rasmus Højlund đã được so sánh với Erling Haaland, nhưng sự thật là cầu thủ 20 tuổi này vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều. Anh chỉ ghi được 9 bàn thắng cho Atalanta mùa trước và không có kinh nghiệm cần thiết để dẫn dắt hàng công cho Man United từ tuần này qua tuần khác. Những Victor Osimhen, Randall Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Rasmus Højlund đúng là đang có những mùa giải thăng hoa, nhưng không một ai trong số đó đảm bảo sự ổn định lâu dài, đồng thời là khả năng hòa nhập với bóng đá Anh. Nó rất khác với Harry Kane, một cầu thủ mua về để gánh Man United ngay lập tức. Nếu quỷ đỏ mua bất cứ tiền đạo nào khác ngoài Harry Kane, đó sẽ lại là một canh bạc. Và những năm qua đã chỉ ra một điều, đội chủ sân Old Trafford không hề hợp với trò đỏ đen. Rất thường xuyên ở mùa giải trước, những đường bóng cuối cùng của Man United không phù hợp với lối chơi xây dựng bóng bẩy và sắc sảo của họ. Đó là bởi vì họ không có ai vào đúng vị trí. Họ cũng là đội lãng phí nhiều nhất giải đấu, bỏ lỡ tổng cộng 50 cơ hội lớn. Nếu có được Harry Kane, những vấn đề đó sẽ được giải quyết. Đặc biệt là vì đội trưởng đội tuyển Anh có động lực vượt qua Alan Shearer trong danh sách ghi bàn kỷ lục của Premier League.